ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 22 tháng 5. Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm được thông qua với 91,9% đại biểu tán thành, 11 người không tán thành, 2 người không biểu quyết. Ông Đặng Quốc Khánh kế nhiệm ông Trần Hồng Hà, người đã giữ chức Phó Thủ tướng từ đầu tháng 1 và được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đầu giờ chiều cùng ngày. Ông Khánh cùng với Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đang là hai thành viên trẻ nhất chính phủ đương nhiệm, cùng 47 tuổi. Ông Đặng Quốc Khánh quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Trung ương khóa 13, đại biểu Quốc hội hai khóa 14 và 15. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Hà Tĩnh năm 1999 với vai trò chuyên viên phòng thẩm định thuộc Sở Xây dựng, sau đó kinh qua nhiều chức vụ như Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư huyện Nghi Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời điểm nhậm chức Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, ông Khánh là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước, 40 tuổi. Ba năm sau, tháng 7 năm 2019, ông Khánh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Ông Khánh là con trai ông Đặng Duy Báu, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.